thông tin bất ngờ về vụ ném xác chủ nợ xuống biển để phi tang. Sau khi đánh bất tỉnh, con nợ ở huyện Phu Mỹ, tỉnh Bình Định mang chủ nợ đến nghĩa địa gần nhà chôn, chứ không phải ném xác xuống biển để phi tang như lời khai ban đầu. Sáng mùng 2 tháng 3, nguồn tin của phóng viên báo người lao động cho biết gia đình vừa tìm thấy thi thể anh Phan Văn Dũng, sinh năm 1988, ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Phu Mỹ, được chôn tại một nghĩa địa ở xã Mỹ Cát, huyện Phu Mỹ. Nguồn tin cho biết thêm, cách đây vài ngày, người dân địa phương tình cờ phát hiện một ngôi mộ mới có nhiều dấu hiệu bất thường tại một nghĩa địa ở xã mỹ cát Bởi lẽ nơi này đã bị chính quyền địa phương cấm chôn cất từ trước đó nhưng lại xuất hiện một ngôi mộ mới nên người dân đã báo cơ quan chức năng và gia đình có người mất tích trước đó là anh phan văn dũng đến tìm hiểu xem thử sau khi khai quật ngôi mộ gia đình đã phát hiện thi thể anh phan văn dũng được chôn tại đây nên lập tức báo cáo cơ quan chức năng vụ việc sau đó được các cơ quan chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Dũng. Như đã thông tin, sáng mùng 6 tháng 1, anh Phan Văn Dũng nhiều lần đến nhà Đinh Công Nhật, sinh năm 1986, ngụ xã Mỹ Cát để đòi số tiền nợ 28 triệu đồng nhưng không có Nhật ở nhà. Chiều cùng ngày, anh Dũng ra một bến đậu ghe thuyền tại địa phương thì thấy Nhật đang ở đây. Sau đó, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn trong việc đòi nợ và khất nợ, dẫn đến xô xát. Theo lời khai của Nhật tại cơ quan công an, trong lúc mâu thuẫn, Nhật đã dùng tay xô so anh Dũng ngã khiến nạn nhân bất tỉnh. Thấy anh Dũng không tỉnh lại, Nhật dùng ghe chở nạn nhân đến cửa biển Đề Ghi thuộc xã Cát Khánh, huyện Phu Cát, tỉnh Bình Định, ném ở đó. Sau khi gây án, Nhật đi biển ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và mới về địa phương vào giữa tháng 2 vừa qua thì bị cơ quan chức năng triệu tập đến làm việc, lấy lời khai. Vụ án vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.